Bà chưa ra gì cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng chịu. Chú ơi, chú kiếm những cành hoa ở đâu hả chú à? Ngọc à. Bọn em được đấy không? Thank you.
dạ, bên trong quay này phòng này đây xong là cụ thơm mà ném bên này nữa không ạ? Quay bên này không mà gọi hiếu gia thì câu nhập mà này răng mồ tiền là bệnh gì hả đệ chi á từ nhị ở theo ngõ thì mèo độ lượng cao chiều nhìn đâu ra thì tiêu lượng hòa đó là giả thằng đi đó trong lại pha pha biểu chuyển đồ đường đủ rồi, mình định cho này chứ.
Ngồi người cái mặt lên. Đừng quay lắm mà đợi. Đấy các cái mùi thôi à, các cái thơm này thôi. Đây này, tôi bê đây, ông quay xem nào. Em cứ đưa cho bà này, bà ấy đứng ở nào, đây. Đó, hai bà trăm cũng đưa cái mâm nào. Hai trăm và... Dạ, bà cầm. Hai bà cờ đều cờ. Cô Hòa rồi. Cô Hòa đâu, đến bây giờ đây hả? Cô Hòa cờ, cô Hòa đi rồi. Chẹo nào cờ. Cô Hòa cho cô Hòa một gì cơ, cô Hòa. Ngồi rồi. Đấy, được rồi. Cái nát coi, gói nát. Hôm nay thì là ngày giỗ tổ của mà các cụ trong ban tổ chức lên để mà quay nhìn chúng tôi gọi là trước đã về lễ Phật, sau thì là gọi là có một tí chút để thêm cả vào với các vị tốn kém gì nào. Tôi xin thay mặt đó là cảm ơn ông với hai bà, tất cả gia đình. Mời đồng hội thông thả thì giờ chú bảo cái tất cả hàng họ đến để chú chụp ảnh. Nhạc xanh TV. Khoan tay xa ôi. Thank you.
vào với mình là đi vào. Tôi thay mặt cho đoàn
là ngày ký tổ thì chúng con có làm lễ ra để trước lễ Phật lễ tổ làm dâng hương xong rồi mãn phép cụ cho phép chị em chúng con diễn một vở Quan Âm Tiểu Kính. Cụ vở kịch bắt đầu. Váy dài với con gái là ngon sợ. Thưa các cụ, tôi xin giới thiệu vở Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là vở chèo đặc sắc trong kho tàng văn nghệ dân gian của dân tộc ta. Thị Kính là một cô gái hiền dịu lết na, thủy chung rất mực mà phải gánh chịu bao lỗi oan trái chồng chất, đến lúc chết là mới được minh oan. Lòng thiên trinh chịu đựng tuyệt vời đó đã đưa làng lên cõi Phật mà ngày nay dân tộc ta tôn thờ. Vở Quan Âm Thị Kính thừa hướng chúng ta tới những điều tốt nhất trong cuộc sống đầy vất vả. Mời các vị thưởng thức tất tiết mục Cây Nhà Lá Vườn của đội văn nghệ chúng tôi. Nhà ta hôm nay có con mách nẻo nó kêu ở
Phương nào đó các con? Kêu ở Phương Đông đấy à? Như vậy là Đông Khứ Tây Lai, Lam Vô Sở Bất Tử Hữu Tài. Vẹt kêu là hẳn nhà có cách đó các con. Dạ, thưa cụ, nghe cụ đây đã biến thức thời, con xin đến để trần duyên sự. Văn thanh nhà ta sinh làng Thục Lữ, con xin sang bán tử hầu người. Ờ, anh Trần Duyên Sở, anh nói cái chi mà lạ lạ vậy? Não bằng này tuổi đầu, còn thiếu chi cái chết, mà anh còn sang bán tử bán cái chết cho não à? Dạ, thưa cụ, bán tử chi tình, tuy bán tử nhưng tình gia tử. Bán tử tức là con xin làm con cái. Dạ, con xin làm rể ạ. À, anh nói nó nghe ngay mà. Bản chất bên ấy sinh anh là trai, tôi sinh con gái, ví vừa lứa phải đôi. Tôi há chẳng để chi cho đẹp chữ Phùng Loan. Tôi dám đâu ham trốn giàu sang, giờ mời anh vào nhà trong sơi nước, để lão gọi con gái lão ra hỏi đôi điều cho toại nguyện. Dạ. Con gái của cha đâu, ra cho cha dạy chuyện.